bẻ khóa iPhone. Sở cảnh sát Scotland sử dụng một dạng thiết bị kiểu kiosk mạng mở khóa điện thoại khi cần điều tra tội phạm. Về kỹ thuật, phương pháp này cho phép trích xuất dữ liệu từ điện thoại mà không cần trợ giúp từ nhà sản xuất. Hiện chưa rõ cách thức hoạt động của kiosk này ra sao. Chính quyền Scotland nói rằng cô máy sẽ được lắp đặt tại các sở cảnh sát khắp đất nước và chỉ dành cho sĩ quan được đào tạo đặc biệt để giải quyết lo ngại vi phạm riêng tư. Sở cảnh sát Scotland đảm bảo thiết bị bẻ khóa mới sẽ không bị lạm dụng và chỉ được vận hành khi có sự cho phép của cơ quan bảo vệ pháp luật. Sở Cảnh sát Scotland đã mua 14 kiosk này, dự kiến đưa vào vận hành cuối tháng 5 tới. Giai đoạn triển khai sẽ được thực hiện từ tháng này. Trong vài tuần tới, những chiếc iPhone đầu tiên bị bẻ khóa sẽ xuất hiện.